Nếu xảy ra ở chấn thương vùng gối, vùng cổ chân do té ngã, do va chạm thì sẽ xảy ra cái mức độ thường là bong gân là chính. Ha, bong gân cắt cái phần là chấn thương phần mềm. Nặng hơn thì có thể là gãy những cái xương. Thì gãy xương thì cũng có đó nhưng mà ít hơn. Nhưng mà cái thường là những cái bong gân từ cái cổ chân phần thấp lên tới gối, lên vùng khớp háng và không loại trừ ở vùng chi trên, nghĩa là cổ tay, khuỷu, vai và cả những cái chấn thương xây xát, có thể là chấn thương từ vùng đầu cho đến tất cả toàn thân cũng có thể xảy ra. Và chúng ta phải nhanh chóng dừng lại cái cuộc chơi. Đầu tiên là chúng ta bất động bằng cách là nghỉ ngay tại chỗ, giữ nguyên vị trí, bất động theo chức năng của cái vùng đó. Như cổ chân thì phải giữ nguyên cái trung tính của cổ chân, gối thì cũng không được gấp gối, phải duỗi ra, có những cái nẹp phù hợp, bất động trường đá. Mà cái đó là cái đơn giản để có thể xử lý ban đầu. Và thả lỏng tất cả các cơ quan khác ra. Rồi cần thiết là chúng ta phải hỗ trợ bằng các nhân viên y tế. Nhưng mà cái bản thân mà biết quá tải ở những cái vùng mà sẽ xảy ra tổn thương thì hơi khó. Đó, ta phải biết lắng nghe cái bản thân của chúng ta. Lắng nghe sao mà chúng ta thấy là tới mức độ đó thì chúng ta biết là chúng ta phải giảm tải. Và chúng ta phải đón được những cái tình huống có thể sơ sẩy phía trước. Ví dụ đối thủ sát bên và những địa hình né tránh, và chúng ta giảm những cái tổn thương xây xát, chấn thương có thể xảy ra.